Xin chào cả nhà. Cả nhà nhìn khung cảnh ở đây đẹp chưa? Nhìn như một bức tranh vậy đó. Không biết cả nhà mình có cùng quan điểm với mình không? Nếu như mà đang làm vườn mình thấy mệt mỏi, mình ngồi xuống và mình nhìn xung quanh đó, và đôi khi mọi cái sự mệt mỏi nó đều tan biến hết. Rồi hôm nay mình mời cả nhà mình cùng ghé một cái vườn sú, người ta đang thu hoạch. Bà con nông dân đang thu hoạch sú. Đây, vườn Đà Lạt đây, đang thu hoạch sú. Đây cũng khu vực Thánh Mẫu. Sú bây giờ mùa mưa trồng, trồng mùa mưa cho nên đôi khi nó cũng thối, nó cũng chết và nó nổ. Đây nè, nước nhiều quá nó cũng nổ nè. Đó, bà con đang thu hoạch sú đó. Sú đẹp không? Quay cho xem chị. Cũng có trời mưa cái nó bị hư gần ít hả? Mưa quá phải không chị? Ừ. Nó không được đạp. Đẹp quá. Đó, bà con nông dân Đà Lạt thu hoạch sú rồi. Bà con nông dân Đà Lạt ở Thánh Mẫu. Đó, sú nè. Sú Đà Lạt. Một trái chừng cỡ 1 ký 7-8 lạng. Cái này là vừa hái nhất, vừa ăn nhất. Số cái này vừa ăn nhất. Đẹp không? Ừ. Giờ phải lột. Thôi giờ bỏ xuống trắng rồi, xuống lá rồi cho nó thúi à. Mà phải lột trắng ra hả chị? Dạ. Phải lột trắng ra mới bán được hả? Cái nào thúi thì lột ra, cái mùa mưa đó là khó trồng. Đẹp mà. Đây những cây số bị hư nè, nó bị vỡ do mưa này. Mưa nó bể, mưa quá mà nó như mưa quá thằng này nó bể nó hư. Đây số còn bị thối. Số đợt này được giá không anh? Dạ, rẻ lắm. Dạ, được mấy ngàn chiếc chị? Đi theo số, số dạ. Giá khác đẹp, giá khác. Dạ, đúng rồi. Số mình ở đây thì khoảng giá bao nhiêu? Số này á hả? Dạ. 220 một bao. 220 ngàn một bao. Một bao... 5 ngàn rưỡi một cái. À, 5 ngàn rưỡi. Ủa, cũng được giá đó chứ, mùa này cũng được giá đó chứ. 5 ngàn rưỡi thì cũng được. Nhưng mà nó hư hết. Hư, đúng rồi, uổng cái là tại... Do mưa nhiều quá. Đây thấy nứt là do mưa quá, nó no nước nó mất hả? Nứt là già. Già hả? Còn mà nó bị vậy á là do đây nè. Bị thúi bị nấm đó. Dạ. Chứ còn nứt là do già đó. Dạ. Do già. Đen quá rồi do nấm rồi. Đầu đen là do nấm rồi. Già thì nó cũng thúi.
đây này, cái này đem về cho rùa ăn. Đẹp quá, đẹp quá. Đây là sú, sú Đà Lạt. Cái nè, rùa ăn bao nhiêu được rồi, ăn chi nhiều. Dạ. Dạ. Dạ à, cho rùa ăn. Dạ. Đẹp quá. Thế không? Đây là sú, giống sú Đà Lạt hồi xưa giờ đó, giống sú truyền thống của Đà Lạt hồi xưa giờ đó. Đây, sú đây mà bà con mình bỏ nè. Sú này bà con mình bỏ nè. Ở đây có lấy hai cái nữa nè. À không, mình lấy về cho rùa ăn. À. Thấy không, đẹp chưa? Sú này bà con bỏ nè. Thì lượm đi. Cái đó đem về ăn được luôn á, chứ đâu phải đâu nhà được. Nhiều quá đâu đóng lỡ bao. Quay làm tư liệu cho vui. À. Lỡ chiều nay mai giờ mà thấy khuôn mặt ở trên trên YouTube thì biết là mình đăng lên YouTube. Xin lỗi ngang. Đó là mình nói vui thôi nhưng mà là thật. Không, mình muốn quay mấy cái sinh hoạt nông nghiệp của nông dân mình á, Đà Lạt. Nắng mưa gì cũng làm hết. Ôi trời, ở đây mà bỏ rồi. Cái này sao lại bỏ ta? Người ta bỏ rồi. Này, lấy cái này nè. Thôi, lấy chi. Lấy chi không lấy chi. Cái này về luộc ăn được ngon chứ. Cái này bán nhưng mà là dư hết bao rồi bỏ. Có cái bịch ni lông không? Không, mấy trong cốp xe có không? Chạy lên coi thử. Nó gom ít về. Bỏ ủ quá à. Mùa này là mùa tháng 9 ta, có tháng 10 ta, bởi vì cho nên là mưa nhiều lắm. Mưa nhiều cho nên là số nó dễ bị già, bị vỡ, bị thối. Rồi lấy mấy cái khác thôi, nhiều quá rồi. Thôi đẹp quá ha. Chuyển lên trên đường để mà xe tải chở nè. Vườn sú thì chủ vườn chỉ thu hoạch những cái bắp cải mà đạt để mà đóng hàng gửi đi thôi.
còn những cái bắp nào mà không đạt thì chủ vườn họ bỏ lại. Thì lúc đó là mấy cô như bà là sẽ đi mót đây, đi mót về để đem ra ngoài chợ bán. Như cái vườn sú này thì cô này mót phải trên một tạ. Đi.